Cái biết ơn không đưa đến quả báo nào cả, nhưng mà không biết ơn thì ta không phải là con người. Không biết ơn ta không phải là một bậc thánh. Không biết ơn tâm hồn ta tơi tả, tầm thường, te tua, rách nát, lỗ chỗ, đầy những vết sẹo. Chỉ khi nào lòng ta tràn đầy những đạo đức biết ơn thì trái tim ta mới là viên ngọc sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời này. Nên vì vậy, nói đi nói lại để hiểu rằng mỗi người chúng ta phải trau dồi cái đạo đức biết ơn nha. Đừng bao giờ là một người vô ơn, nhớ như vậy. Mà nói thưa Thầy, để biết ơn con thấy nặng lòng quá. Tại vì ngẫm lại trong cuộc sống mình, con chịu ơn nhiều quá. Nói đúng, khi nói được câu đó ta bắt đầu hiểu ra vấn đề. Đúng như vậy, trong suốt cuộc đời này ta chịu ơn quá nhiều người, phải không à? Trước hết cha mẹ mình, rồi bây giờ nói xa xôi gì đâu thôi, đừng nói đâu xa xôi thôi. Ví dụ bây giờ mình tất tả, mình chạy vô trong ủy ban mình xin ký cái giấy, mà lúc đó là hết giờ, người ta đóng cửa lại, cái mình lại mình năn nỉ: chú ơi ký giùm cái giấy, không ký kịp tôi bị cái này. Cái người ta phải nhìn mình, cái ta mở cửa ra, người ta lấy con mộc ta ký lại, người ta cũng chẳng nói gì. Người ta chỉ mất thêm khoảng 10 phút nữa để người ta giúp mình, người ta về nhà trễ 10 phút thôi cũng chẳng có chuyện gì. Nhưng mà mình không bao giờ quên ơn từ cái chuyện nho nhỏ. À, hoặc là mình đi trên đường, xe nổ lốp, mình đứng lơ ngơ, mình đẩy cũng không nổi nữa. Rồi có một người nào đó lại, họ giúp mình đưa cái xe lên, đi đến nơi mà vá được. Rồi cũng quên mất, mình cũng đi luôn. Những chuyện nho nhỏ trong đời không bao giờ được quên. Rồi thầy cô giáo gò sửa mình từ nét chữ, chấm thức đêm chấm cho mình từng cái bài. Những cái ân nghĩa đó cả cuộc đời này nặng trĩu trên đôi vai, trong tâm hồn mình, nó ơn nhiều lắm. Nói thưa thầy, nếu mà nói như thầy là việc gì cũng biết ơn, trái tim con không đủ để chứa, lòng con không đủ rộng, không đủ mạnh để gánh hết ơn nghĩa trong cuộc đời này. Đúng, ai trả lời câu đó hết sức chính xác.